vừa gặp nó một cao thủ này bốn phát phá tiền thức liền kinh khủng. À tiếp phát nữa à, ngày này không có bị tích cả chơi luôn. Bọn một một dung này nếu mà muốn ăn được nó chỉ có ăn nhiều hên may mắn mới ăn được nó. Xin à, nó có vô đấy, nó có vô đấy, này nó có vô đấy. Tin tức rồi. Mày trời ơi. K đi, thêm 10k là 30k tôi ví dụ thôi nhé. Mặc dù là anh em khác cũng được lên được kép. Nhưng mà các bạn nên tưởng tượng là cái loạt khóa ví dụ như một loạt khóa 20 giây thì nó đam được x này máu này. Nhưng mà có kép ấy, thì 20 giây nó đam được x cộng bao nhiêu máu. Rất tiếc nó lại là không có kép thể lực. Thế nó mới buồn chứ đấy. Bởi vậy cho nên ấy, mặc dù là thằng nào cũng lên đam cả nhưng cái việc của bạn một dàn khóa của bạn chết là nhanh hơn, nhanh lắm. Thằng này lâu rồi không biết danh hiệu được bao nhiêu đây, lâu lắm rồi không xem. Thế nào, toái nguyên rồi. Xịt rồi, ngu rồi. Lỡ một bước thôi anh em ạ, phí cả một cơ hội. Yeah.
chà, ai chà, cho mày ở bừa ấy. Gửi ba pha tiền trước anh em ạ. Phải ghi cho mày. Nó ba pha tiền trước rồi đấy. Bị hành rồi, nó bị hành rồi. Xì đạp chạy khéo đấy, phá đi trước mà xong hồi rồi đấy, hồi rồi chắc hồi rồi đấy. Trời luôn. Kịp không? Kịp không? Kịp không? Kịp không? Mày vừa lại 20k. Đánh nhau với cao thủ đấy anh em ạ. Tôi thích kiểu full 7 không kép hơn, đỡ chênh lệch nhiều, đúng rồi. À Hải à, sao diện mới ok nhá Hải ơi.